quá nhiều ngủ. Mưa sắp bật. Chúng tôi đang ở độ cao khoảng 12.000m so với mực nước biển. Nói chung là mưa lạnh quá. Xuống đây này. Đi đâu vậy anh? 60 tỷ, 60 tỷ. Để làm gì? Chúng tôi thực hiện những nhiệm vụ bí mật. Bản tin nội bộ. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Đây chính là thời lượng của bản tin nội bộ Big C Group tuần 4 tháng 8 năm 2021. Nơi tôi đang đứng đây chính là khu vực hồ Xéo Mí Tỉ. Nếu mà gọi theo cái ngôn ngữ chiêm tinh học thì đọc lái nó thành là 60 tỷ. Đây là một trong những cái di sản của vườn quốc gia Hoàng Liên thuộc Sapa. Nói chung là cảnh quan mây núi hững hờ đẹp tuyệt vời. Trên kia là còn đang có mấy cái đám mây, lát nó sẽ xa xuống mặt nước đẹp tuyệt vời. Và tôi sẽ nhường lại 5 giây để quý vị có thể ngắm toàn cảnh hồ 60 tỷ. Quá đẹp. Và nếu như có ai đó mà có thắc mắc về cái bông hoa đang được cài ở đây ấy, thì xin thưa với anh em là ai thì cũng phải đổ bóng rồi. Được, ok, chúng ta cùng đến với nội dung của bản tin nội bộ ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là xin được chúc mừng các anh chị chiến binh đăng tin xuất sắc. Đó chính là chị Vũ Thị Vân Anh, phòng kinh doanh 3 Hải Dương, và anh Nguyễn Đức Đạt, phòng kinh doanh 1 Vĩnh Phúc. Đặc biệt là anh Đạt, anh đã giành được 146 cú click, đúng là bàn tay vàng trong làng bấm phím. Và cũng như thường lệ, bắt đầu một ngày làm việc mới, nhân sự Big C Group lại tiếp tục sinh hoạt đầu giờ trực tuyến giữa các văn phòng, chia sẻ các kiến thức công việc với nhau, sau đó cùng nhau tập thể dục, tăng cường sức khỏe cho một ngày làm việc hiệu quả. Đây chính là sếp Bích, sếp đang plank ngay tại nhà mình đấy ạ. Chị đại Big Boss của chúng ta luôn đi đầu làm gương cho anh em công ty, kể cả việc rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Như vậy thì chẳng có lý do gì để chúng ta lại trì hoãn việc tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, đúng không quý vị? Theo như cái con mắt nhận định của tôi thì có vẻ như Big C Group chúng ta có hơi bị nhiều những cơ thể to lớn cần phải giảm cân. Vâng, và xin thưa với quý vị là tại Big C Group chúng tôi, các buổi đào tạo, thi tuyển online và offline tăng cường liên tục ngay trong mùa dịch. Các anh chị từ ứng viên đến nhân viên của chúng ta, ai nấy đều mang thái độ học tập, làm việc rất tập trung và nghiêm túc. Còn đây chính là hình ảnh các anh chị chuyên viên Big C Land đang hăng say tư vấn bất động sản từ A tới Z, hết sức là chuyên nghiệp cho khách hàng đó thưa quý vị. Đúng là các anh chị chỉ việc chốt đất thôi, còn mọi thứ thì cứ để Big C lo. Sau những khóa đào tạo và thi tuyển căng thẳng, tuần vừa qua Big C Group vui mừng chào đón thêm các nhân sự mới đến với Big C Group ở các khối bất động sản, marketing, ở văn phòng Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hải Dương. Chúc các anh chị nhân sự mới sẽ sớm hòa nhập với văn hóa công ty, làm việc hiệu quả và sớm có được những giao dịch đầu tiên cho mình. Chúng ta cũng không thể quên một niềm vui khó tả cho tập thể Big C Land vào ngày 26 tháng 8, đó chính là thành phố Hải Dương đã được dỡ bỏ lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Big C Land vui mừng chào đón văn phòng kinh doanh Hải Dương trở lại số 55 Trương Mỹ làm việc. Chỉ sau ít tuần không gặp mà nhìn các anh chị ai cũng có phần đẹp lên. Không biết là có anh chị nào may mắn tăng được chục cân khi làm việc ở nhà không nhỉ? Nhìn như này tôi đoán chắc ít phải có 2 người. Và trong tuần vừa qua thì chúng tôi đã ghi nhận được một chương trình tổ chức sinh nhật cực kỳ ý nghĩa tại sảnh. Trong mùa dịch khó khăn thì ta mới thấy được tình cảm mến thương giữa những người đồng nghiệp, hay còn gọi là đồng chí. Đây chính là anh Nam. Mọi người ở sảnh gọi anh một cái tên thân thương là anh Nam Mèo Ú. Anh vừa chính thức bước sang tuổi 26, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. À nhầm, đời người con trai. Và tiếp theo sẽ là một nội dung mà không biết là tôi sẽ diễn tả cảm xúc như thế nào khi mà hai kỹ sư nông nghiệp, trong đó có cả trưởng phòng nông nghiệp, đã được điều động từ Y Tý về đến Sapa, cụ thể là về đến sảnh để cải tạo cảnh quan của sảnh Sapa.
Và đây là thành quả sau khi hai kỹ sư miệt mài nghiên cứu và không còn gì luôn. Không còn một cái gì, còn đúng cái nịt mà tôi nhớ là cách đây khoảng hơn một tháng tôi bắt đầu lên sành để hoạt động. Tại đây thì tôi nhớ là cảnh quan nó đẹp lắm. Nào thì vườn hoa hồng, vườn hoa cánh bướm, rồi thì hoa 10 giờ, rồi thì nói chung là nhiều hoa nó đẹp mà nước ở dưới ao nó phải nói là nó xanh, nó mướt, cá bơi lội tung tăng. Bây giờ thì tôi không nhìn thấy còn một cái gì luôn. Tuyệt vời, chúc mừng các anh công tác xuất sắc. Mà để hình dung rõ hơn sành đẹp như thế nào thì xin được quý vị xem cái MV mà tôi xin phép là được quảng cáo khoảng 5 giây. Ôi giấc cơ lấy những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn chả đi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn chả đi. Tôi nghe chả đi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi yêu cha tí chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha tí, giấc mơ chắc đi thì cũng như vậy thôi. Vâng, và những nội dung vừa rồi thì cũng đã kết thúc bản tin nội bộ Big C Group tuần 4 tháng 8. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những bản tin tiếp theo trong tháng mới. Chúc anh chị em thật nhiều sức khỏe và chốt chốt và chốt.